Hello, xin chào anh em. Mình vừa nhận được cục hàng, đó là cái bộ dụng cụ sửa chữa 24 món nha anh em. Cái này là hôm trước có anh em ở trong kênh đó có nhắc mình, thì mình vô mình thấy nó cũng rẻ quá, rồi mình mua về thử coi như thế nào nha anh em. Hôm trước mình mua là với giá là 40.500, rồi mình trừ một số voucher nữa đó thì nó còn lại là 24.400 nè. Thì trong hình á mình thấy là bên shop á chụp hình cũng rất là đẹp ha, nhìn cũng khá là ok nè. Đó, nhiều dụng cụ rồi ha. Rồi thì mình để coi mình mở ra coi thử coi bên trong nó có thực sự nó giống như vậy không nha anh em. Nó có đúng như là cái lời quảng cáo của shop không nha. Đó. Thì khi nhận hàng á thì mình kiểm tra hàng trước, mình số đơn hàng rồi nè. Đó mình quay video lại cho rõ ràng ha. Rồi mình quay coi nó có bị gơi gớt mấp méo hay là gì không ha anh em. Đó. Rồi 375 gram nha anh em. Đó. Ok ha, là nó dài là 16 nha anh em. Ngang nó là tầm cỡ 10. Đó thì tầm cỡ 5 cm. Ok ha. Đó, khoái nhất là cái lúc khui hàng nè. Ha. Thì mình thấy ngoại hình đó thì nó cũng hơi bị mấp mấp nhẹ nhẹ nữa ha. Mình thấy cái hộp này thì ba giới thì nó cũng nhiều nè. Nhưng mà với giá tiền mà hai mấy ngàn thì vài chục ngàn gì đó thì mình cũng cảm thấy là chấp nhận được ha. Có cái hộp á thì đồ đạc của mình thì nó cũng gọn gàng ha anh em. Đó, trước tiên á là mình thấy là có một cây kềm ha anh em, một cây kềm kềm cắt nhỏ với lại một cái dao gọt giấy nhỏ đó. Mình bên đây thì nó có nguyên một bộ vít nha anh em. Bên trong thì nó có 6 cây vít nhỏ, 6 cây vít nhỏ để mình dặn những cái đồ vật nhỏ đó ha. Đó, cũng khá là ok ha. Nè, đủ cỡ luôn nè anh em. Từ nhỏ cho tới lớn 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 này ha. Đó. Đủ cỡ hết luôn. Giờ mình sắp lại cho nó gọn nha anh em. Rồi, ok ha. Thì ở đây nó nguyên bộ mà có hai mấy ngàn à. Bởi vậy giống như mình mua về thì mình xài chữa cháy đồ chơi vậy đó. Lỡ như có cái gì mình cần thì mình lấy ra mình xài đỡ thì ok nha anh em. Còn anh em làm nghề thì đừng nên mua cái này nha, không được đâu. Bộ mà để mấy cái bộ vít nha anh em. Đó. Đây. Cái này thì mình lắp vô đây nha anh em. Đó. Lắp vô đây dặn. Đó, cũng khá là cứng cáp ha. Đó. Cũng được, nói chung là nếu mà xài chữa cháy thì vẫn chấp nhận được nha anh em. Đó. Thì mấy cái đầu vít này nè, anh em nhìn nè. Thấy nó cũng ok ha. Đó, cũng nhìn thấy là hình thù được cũng rõ ràng ha. Đó. Cũng khá là hợp lý. Đó, anh em nhìn ha. Cái này thì nó là cái bằng cao su nha anh em. Nè. Bằng cao su dẻo ha. Đó, bẻ tới bên lui được luôn. Đó, này là cùi điếu nha anh em. Nó có là 10 mm nè. Rồi 6 mm. Này là 8 mm nè. Rồi 5 mm nè. Đó, ok ha. Rồi thêm cái cùi điếu nhỏ này nữa. Đó, cũng khá là hợp lý. Để mình sắp lại cho nó nhìn cho nó đẹp ha. Rồi, ở đây thì mình có các cây kèm. Đó, thì cái kèm này mình nhìn thấy nó cũng là làm bằng sắt nha anh em. Đó, rồi gấp mấy cái đồ vật nhỏ rồi nè. Ở đây thì nó cũng có cái lưỡi để mình cắt rồi ha. Không biết cắt được không ha. Đó, thì nói chung thì cũng khá là ok. Một cái kèm. Đó, có luôn cái lò xo nè anh em, bóp vô cái nó tự nó lẩy ra nè ha. Đó, cũng ok ha. Thì cuối cùng nó là một cái dao gọt giấy. Đó. Dao gọt giấy này cũng dao thường rồi ha. Đó. Ok ha. Nói chung dao này là thuộc dạng dao nhỏ ha, nó nhỏ hơn cái dao của cái bộ hồi trước của mình nè. Đó, hồi trước mình dao dao bự, còn này dao nhỏ. Đó, nói chung là tùy mục đích sử dụng nha anh em. Thì nói chung là xài chữa cháy thì cũng rất là ok, như mấy cái vít mà nhỏ này nè. Đó, nhiều khi nhà mình có mấy cái vít bự đó, mình lắp vô không vừa thì mấy vít nhỏ cái ốc của mấy cái đồ điện tử á, ốc điện thoại rồi nè, cũng rất là ok ha. Đó, cái đầu nó rất là nhỏ luôn, xài cũng được ha anh em. Đó. Ok, hợp lý ha. Mình tì cái tay lại nè, mình dặn cho nó có thế nè nè. Cũng khá là ok ha. Đó. Nói chung thì đồ rẻ tiền thì cái độ hoàn thiện nó không có, nhưng mà kiểu dạng như nó đa năng á anh em, mình xài nó tiện lợi. Ở nhà mình có một bộ thì lỡ như có muốn dặn cái gì á, mình móc ra mình dặn cũng được, phải có mấy chục ngàn à. Đó, dẹp như lại cũng khá là gọn ha anh em. Giá cả mà mình mua á thì mình cảm thấy là mình chấp nhận được nha anh em. Vài chục ngàn thì chấp nhận ok. Anh em nào mà có nhu cầu á thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả nè. Anh em nhấp vô tham khảo ha. Nếu anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh á thì mình nhấp vô chỗ đăng ký đây nè. Rồi mình ấn nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.